Rồi, xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Anh Hai mình mới gửi lên một phần của cái đùi bò nè. Tại vì con bò nhà nuôi nó bị sự cố á, cho nên chia thịt ra, mỗi nhà phụ một ít thì khỏi phải đi chợ. Thì cái đùi này mình sẽ còn chia ra nữa nha, nhiều nhà chứ không phải là nhà mình không. Chia thịt xong á thì chắc là cái phần xương ống này thì nhà mình sẽ giữ lại. Mà xương thì chắc chỉ có để nấu nước lèo thôi, cho nên là chắc mình nấu lẩu bò đi ha mọi người. Nấu lẩu bò. Thì anh Hai chia lại cái phần xương với thịt này luôn á là khoảng 10 kg. Thì trong đó khoảng 8 kg thịt, 2 kg xương á. Thì chỉ có 110.000 thôi. Rồi cái bắp ngon quá mà. Tao cần thử cái bắp này coi. Một ký ba giác luôn. Như là tính ký ba đi. Còn cái này mấy khúc xương mình mới chặt ra nè. Cả nhà nhìn thấy đã rồi không? Cái tỉ nằm trong cái này để nấu lẩu hay nấu phở bò cũng tuyệt vời luôn á. Rồi bây giờ thì gia đình mình quyết định sẽ nấu một nồi lẩu bò nha cả nhà. Đây, mình sử dụng bao nhiêu đây thôi. Một phần xương với hai cái bắp qua với miếng da bò nè. Thì đầu tiên mình cũng sẽ chuẩn bị một cái nồi nước sôi nha. Sau đó mình cho xả gừng đập dập thả vô cho nó ra cái nước thơm. Rồi mình bỏ xương, bỏ thịt bò vô để mình trụng cho khử cái mùi hôi của nó. Trong nhà mình thì còn bồi chiên nữa. Lát nữa nấu xong mình lấy ra mình bỏ vô mình ăn luôn. Thịt nó săn rồi, giờ mình vớt ra. Tháng nay nấu thịt là hơi nhiều hơn bún bò hôm bữa. Đúng luôn rồi, này. Thịt nhiều hơn. Này khối gì vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái nồi thứ hai để mình nấu nước lèo. Rồi, nước sôi. Bây giờ mình cho đây. Đây, hành tím với gừng với xả vô nữa một lần nữa. Kế tiếp mình dặn miếng muối. Cái này là đường phèn nha cả nhà. Đường phèn. Rồi, hạt nêm. Cái này là hoa tiêu. Cái này hôm bữa mình đặt mua trên Shopee á, làm cái món gà ủ hoa tiêu á. Rồi, cái này là đinh hương nha cả nhà. Bỏ vô cho nó thơm nha. Này nhà còn ít nên bỏ vô luôn. Rồi. Còn cái bột mà quế hồi thì hôm bữa hết hạn sử dụng rồi, nay không có sử dụng. Hôm bữa nấu xong á, lên video á thì cả nhà vô xem bình luận thì mình mới phát hiện là hết hạn sử dụng. Cho nên nay chỉ xài như đây thôi. Để xương vô mình luộc nha. Ai kiên nhẫn thì có thể hầm trong nhiều giờ cho nó ngọt. Còn nhà mình thì chắc chỉ nấu trong vòng xíu thôi. Mình hầm tiết được rồi. Rồi bây giờ lấy cái phần da của nó đi. Da bỏ vô mình luộc luôn. Nó dai lắm hả mẹ, cho nên mình phải luộc. Cái này nó cũng không có dai, bỏ tên không có dai con. Nhưng đừng luộc vô cho nó thấm dai vậy nè. Mấy cái miếng bò bắp á, để lại để vô sau, còn này mới gần để vô trước. Rồi được rồi. Đây gần nè. Cái mùi hoa tiêu với đinh hương nó tỏa lên thơm ghê luôn. Mình nấu nước lèo bằng xương rồi mình phải canh vớt bọt thường xuyên nha cả nhà. Nó bọt dữ lắm. Giờ mình xắt cái bắp bò này ra luôn. Trời ơi, đổ ao luôn, đã ghê. Cái phần thịt bò bắp này giờ mình ướp luôn nha cả nhà.
Cái này là cái gia vị của bò kho nè. Đó, mình ướp miếng dừa có màu mà nó thơm nữa. Rồi hạt nêm, miếng dầu hào, gia vị bò kho này thì mình đem đi ướp đồ nướng cũng ngon đó nha, thơm lắm luôn. Đây, mẹ mình sử dụng cái loại này nè. Bây giờ thì mình sẽ hái thêm một ít rau mồng tơi ha, vô ăn chung với lẩu bò. Ôi, có cái lá này bự bự chảng luôn. Bự bằng bàn tay của mẹ luôn á. Rồi nhà còn 2-3 trái mướp này, giờ mình cắt luôn. Rồi bây giờ mình vớt xương ra. Nước lèo nãy giờ mình lượt ra. Mình bỏ ba cái xác xả với gừng ăn cho nó cái nước lèo này nó trong nha. Trời ơi, thơm phức luôn. Thơm quá. Đây, hai cô công chúa của Úc nè. Hồi nào ở đây mẹ nấu ăn cũng qua, nó đánh hơi được hay sao, nó bay mùi thơm nó chạy qua. Con này là tên là Gini. Ha, à, còn con này tên là Kiki. Tiếp theo mình cho thịt bò vô. Mình ướp cái gia vị bò kho vô cái thịt nó mình đỏ đỏ nó ngon lắm mà. Nó đẹp. Rồi cái phần gân mình xắt ra luôn. Xắt miếng dừa ăn. Cái mình để đáo vô nữa. Nó cũng mềm rồi mình để vô cho nó ngấm gia vị nữa. Trời ơi, tội nghiệp hai đứa nó đứng với dòm rồi mà. Ăn không? Ừ. Nè cho nước miếng nè. Nè, Kiki nè. Đó, Kiki. Rồi, nè Gini. Rồi, bỏ nước miếng. Rồi. Cái phần gân rồi mình cho đáo vô tiếp nữa. Trời ơi, chất lượng quá. Ngon. Mình chịu hết nổi rồi nha, cái mùi thơm nó bốc thơm lên. Đói bụng quá. Cha này mình xắt ra luôn. À, da này. À, ghi đi. Nè con, ghi đi. Đó, ghi đi nó dành hết trơn. Kiki, Kiki chứ. Đây nè, con nè. Con. Đó nè, ghi đi. Đó, ăn đi để Kiki để dành hết. Rồi rồi. Cái này bò viên mình xắt hai ra luôn. Cho bò viên vô luôn. Quá rồi. Cái này là chao, cái này là xả ớt. Rồi mình sẽ dùng miếng đường nữa. Cái này là mì mẹ đã trụn sơ trước rồi. Trụn sơ đó rồi. Chứ để lát nữa mình bỏ vô cái nồi lẩu thì nó sẽ bị lền nước không ạ? Ừ, nó lền nước. Mình trụn trước vậy nè. Cái mình chế nước sôi vô, nước lèo vô là mình ăn thôi. Rồi, nước cũng sôi rồi đây. Ten 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 ten. Sôi rồi con cho tàu hũ non vô. Mời cái nhà cùng ăn lẩu bò nha. Đây, đậu hũ non. Đậu này tàu, đậu hũ trắng. À, đậu hũ trắng nhầm. Chứ không phải là non.
Cái này tại vì cái chị làm tàu hũ gần nhà rồi mình mua được về buổi chiều à. Mà không có tàu hũ non, ít ít thôi ít thôi. Thịt bò của mình cũng nấu chín sẵn rồi, giờ mình múc ra mình ăn đi. Hồi nước sôi thì mình sẽ trụng rau ra. Nước nó cũng chuẩn bị sôi rồi. Thịt nè, bò viên. Ăn da được không? Được. Ăn khỏi đi. Bình thường hết, ăn mỡ, ăn gân đi. Gân. Thôi, đầy đủ luôn đi. Thì miếng gan, miếng da cũng được. Được rồi. Chưa. Tới mình. Múc xong rồi thái nước vô. Thái vòng bên thì mình thái nước vô. Nè cái gân rồi Minh. Gân đây, gân đây. Ồ, nở. Đó. Nở rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nước vô. Nè, gân nè. Cho múc nó chín chín đi rồi bắt đầu mình trụng rau. Giờ mình thưởng thức cái nước lèo trước nha. Trời, thơm quá, thơm bát ngát luôn. Mời cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà ăn lẩu bò nha. Thơm quá. Trời ơi. Rồi, này mình chấm chao nha. Chao này cho mô mình về mình pha thêm miếng đường với xả ớt thôi. Răng mềm á. Rồi, bò tơ, thịt miếng kèo ngon quá. Gân cũng mềm hả? Không biết vậy. Nó nở ra rồi. Ngon quá. Mà con bớt lưỡi. Cho cả cái xanh được. Do là không có đi chợ được, cho nên mình không có mua được củ cải trắng với bắp Mỹ. Thôi bỏ vô cái nước. Ngọt nữa. Còn ngọt với lại nó hấp dẫn đủ màu sắc nữa, ngon. Lẩu bò là mình phải ăn với mì trứng. Giòn mì đúng. Rồi còn cái này là bò viên. Bữa mua nấu một quế còn. Dài ngon quá. Rau được để mình tưởng tượng nó dài phanh bắp Mỹ mà vàng vàng nữa không đúng rồi, khác luôn, hấp dẫn luôn. Rau mình cái này không chỉ nhức nách mà nó nhức hai bên luôn. Quá sáu tuổi rau rau ăn được đó. Thêm miếng lửa không mình? Nhà mình còn cải bẹ xanh, mình ăn cải bẹ xanh với thái rau dường, mồng tơi với mướp. Này có rau bằng ô ăn cũng ngon mà. Ờ, rau bằng ô, xà bách son. Ừ, xà son. Nhưng mà mấy loại lẩu cũng phải ăn cải bẹ xanh. Ừ. À, một gân nè. Nó còn nó da không? Da cũng mềm sậm ngon.
gân sợ nó dai, nhai không nổi mà giờ nó mềm. Mềm. Vị bò tơ rồi. Khoái cộng bún rồi quá, cộng mì đúng không? Hay là mình trụng trước về mình chén thôi vô mình ăn nó ngon không ta, mà còn mình ngâm trong đây nó lại nở. Không được, ngâm trong nó nở tức lét, bị con ngâm vô là nó rời ra rồi. Nó dính vô rau, dính vô thịt. Đã hồi cái nước nó lên. Nhìn cái nồi nước lèo mình vẫn còn ngon lành không ạ? Hít mắt là miếng da hay là vì cái da nó cũng nở hả mẹ, nở lúc đầu thấy mỏng lét thì giờ về cua rồi. Mềm luôn à, không có bị gai nè. Mướp rồi cũng chín rồi nè Minh. Cho thêm cá bà xanh vô. Cá bà xanh vô nữa. Nó sôi nó bốc cái mùi thơm lên. Làm miếng thịt bò đi. Mềm ghê luôn bò. Gần nè. Nó não rồi. Ừ, thơm không? Cục thịt thơm phức luôn ạ. Ướp nó dễ thấm ạ. Quá đã, quá no luôn cả nhà ơi. Hết sạch luôn. Còn không miếng à. Hết luôn rồi. Tính ra là còn da không? Ừ, còn da. Da ăn dễ ngán cho nên còn bốn uống nữa trời. Dĩa mì đầy luôn, giờ còn nhiêu đó. Nửa dĩa đậu hũ. Ra cũng còn nhiều. Nói chung hai người ăn như vậy là nhiều lắm luôn. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video clip ngày hôm nay của cô Ba nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt cả nhà.